Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình đang đi đến cái công viên tên là Nagai Koen nha. Công viên tên là Nagai á, ở ga Nagai luôn. Bạn nào mà ở Osaka thì đi đến cái ga Nagai này xong rồi các bạn ra cửa 3 xong rồi cứ thế đi thẳng tầm 50m là tới nha. Bữa hôm trước là mình quay cái công viên Nagai này vào buổi sáng rồi, bữa hôm nay mình đi buổi tối quay cho các bạn xem nha. Giờ thì đi cùng mình đến cái công viên Nagai nha. Cứ ra ngoài cửa ga xong rồi đi theo dòng người tầm 50m thôi là tới thôi nha. Công viên Nagai này đến nó đóng tối 9:30 tối nó đóng cửa rồi nha. Buổi sáng nó cũng có một cái vẻ đẹp của nó, mà đi buổi tối nó cũng có một cái vẻ đẹp của nó. Ăn mà đi buổi sáng là không mất tiền, đi buổi tối vào là phải mua vé nha. Người là 1,6 bên nếu mà đặt online, 1,8 nếu mà mua trực tiếp ở đây. 1,8 á? Ừ. Nếu mà mua trực tiếp ở đây là 1,8, còn nếu mà mua trên online là 1,6. Đấy lại. Nếu mà các bạn đến đây bạn mua vé trực tiếp á, là vé một người 1,8 là khoảng tầm 360.000 đấy. Còn nếu mà đặt vé trên mạng thì vé một người là 1,4 nhá. Nó rẻ hơn được 200 yên, nó rẻ hơn 80.000-40.000 nhá. Bạn nói sai rồi. Nói sai gì? Đi đến đây mua ấy thì là 1,8, còn nếu mà mua trên online là 1,6-1,4. À. Nếu mà đi đến đây mua vé trực tiếp á thì vé là 1,8 nha. Còn nếu mà mua vé ở trên mạng á thì vé là 1,6. Rẻ hơn là 200 yên nha. Mấy cái hòn đá mà bữa buổi sáng mà mình đi mình quay á nó không có cái gì á, mà buổi tối là họ chiếu đèn nó toán như thế này nha. Buổi tối từ 7:30 là họ bắt đầu tính tiền vé nha các bạn. Từ 20:30 là không được vào nữa rồi. Vé một người 1,8 kìa. Mua trên mẹ thì 1,6. Trẻ con thì giá vẫn tại bên dưới nhé. Đây mọi người đang xếp hàng đi vào bên trong công viên nha các bạn. Mấy cái đèn ở dưới gốc cây họ để cho nó kiểu như lúc sáng lúc tối. Âm thanh huyền ảo hả? Ừ, cả âm thanh nữa. Bên kia nữa kìa, gốc cây nào là họ đặt hết cái bóng đèn ở dưới chân cái gốc cây đó nhé. Mấy cái quả bóng ở trên mặt nước các bạn, họ cho đèn ở bên trong á, rồi thả trôi ở trên mặt nước. Trưng cả cái vùng này luôn.
nhiều bóng nha. Nhiều ghê. Đổi màu thì đẹp ha. Nhạc nó cũng hay chứ mà không có nhạc nó cũng là buồn như đến 50%. Nhạc nó thần, nghe nó thần bí. Wow, nhìn kìa, đổ màu xanh. À, đến cái quả nhiều màu rồi đấy. Em cũng hơi đụng cái cánh này ta. Không đổi màu hả? Cái quả này không đổi màu. Vô vô miếng nữa. Cứng ấy, đó. Hình như nó đổi ấy nhỉ? Đụng vào nó đổi ấy. Không phải là quả nào đổi. Ở bên ngoài là cái tảng đá này. Tảng đá rất đẹp luôn á. Ba tảng đá to đùng luôn nha. Như cái máy chiếu bằng cái tảng đá to đùng. Tảng đá to bên này nha. Xong rồi cái quả bóng quả trứng nhỏ ở chỗ này nha. Còn giờ bên này bọn mình đi ra cái quả bóng to này. Các bạn nhìn trời ở Osaka này. Bình thường nó có sao đẹp lắm nhưng mà kiểu mấy hôm nay nó mưa, hôm nay trời nó mưa ấy, trời không có sao. Nhưng mà nó kiểu nó cứ tầm, nó cứ sáng sáng, nó không đen kịt vào đâu. Giờ đang 9 giờ tối rồi, nó cũng có đen kịt vào đâu. Vô miếng rồi nè. Có đổi màu đâu. Quả nào tận như vậy. Quả này bóng khí nè, nó nhu nhuốn. Cái quả bóng trứng nhỏ lúc nãy nó cứng đét à. Thank you.
vô trong đi. Ở đây kiểu thành mê cung rồi này, chỗ nào không có đường đi luôn, toàn bóng là bóng. Ui, nó đùn vào người, nó ép vào người. Ôi, nó đấy mạnh phết luôn đấy. Trong này vui ha. Vui à. Người ép mọi người. Ui. Quá nhỉ. Ôi, cái đấy ghê quá. Cái này là người ta ủn nha các bạn. Không đi được luôn. Sợ quá. Giờ bọn mình tới mấy cái chỗ cả cầu ở trên mặt nước nha. Cái này nó chỉ tối đi xong rồi nó sáng lên thôi. Không có xanh đỏ tím vàng. Ở chỗ này nó hơi bị tối á. Ở trước mặt mình là cái bờ hồ nha. Kia là mấy cái tảng đá phát sáng kìa. Đi tí, cái cầu kia nó đẹp như vậy mà người ta không răng khe đèn lên cái cầu. Ở kia có một cái cầu này rất là đẹp. Đi quay ra bên này thì chỗ này họ răng đèn trên mặt nước. Còn ở phía bên kia thì phía bên cái rừng cây chỗ này là có trứng to đùng nhá. Giờ là 9 rưỡi thì cái công viên này nó cũng tắt hết đèn rồi á. Giờ bọn mình bắt đầu đi về nha. Cái video về cái công viên Nagai này của mình kết thúc tại đây nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem. Cho mình một like và subscribe kênh YouTube của mình nữa nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye bye, bye. Giờ 9 rưỡi rồi, họ cũng đóng cửa ở đây rồi nha.